Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn. Tập 205. Triệu Huyền tự mình biết rõ, biết tài năng của mình không cao. Chẳng lẽ, tôi cũng giống như đạo nhất đã bị phong ấn một phần tài năng? Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu Triệu Huyền. Mặc dù biết rằng cổ lão không đến vì mình nhưng khi ông ta chọn Triệu Huyền khiến Đường Tuấn có chút ngạc nhiên. Cổ lão cười nhẹ nói, tuy tài năng của cậu không cao nhưng vận may của cậu luôn rất tốt. Đó là điểm mà tôi thích ở cậu. Ở kỷ nguyên này của các người, so về tài năng, ai có thể so sánh với đạo nhất chứ? Vận may, sổ dọc. Đường Tuấn càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ cái danh hiệu của tiểu tử Triệu Huyền này thật sự có tác dụng? Triệu Huyền nghe vậy liền cười lớn nói, tiền bối, ông thật là có mắt nhìn người. Cuối cùng đã gặp được một người khen ngợi mình rồi. Khóe miệng cổ lão hơi giật giật, không biết có phải mình đã nhầm không? Vậy thì tôi sẽ đưa cậu ta đi trước. Cổ lão nói với Đường Tuấn, tôi nghe nói rằng cậu đã nhờ Tịnh Tư Tôn giả giúp đỡ và muốn Phách La Thiên Quân bảo vệ cậu khi ở trong mộ. Tên Phách La này luôn thiếu quyết đoán, một khi Ngự Tôn giả thể hiện thực lực quá mạnh, rất có thể ông ta sẽ phản bội cậu nên cậu phải cẩn thận. Phách La Thiên Quân sao? Đường Tuấn gật đầu, Chu Tước Thần Quân và Triệu Huyền đều đã đi rồi, Đường Tuấn cảm thấy có chút cô đơn. Mặc dù vẫn còn có Lý Ngọc Mai, Hoa Tiểu Nam, Hàn Bảo Long và những người khác ở bên cạnh nhưng Đường Tuấn vẫn cảm thấy cô đơn vì càng ngày càng ít bạn đồng hành. Trong đầu anh chợt hiện lên cảnh tượng khi còn nhỏ nằm trong vòng tay của ông nội, đọc thuộc lòng những cuốn sách y học cổ của Trung Quốc. Lúc đó tuy mệt nhưng rất vui. Dần dần, Đường Tuấn nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười ngây thơ đơn thuần như trẻ con. Hôm nay đã có nhiều người được các thiên quân của núi Thiên Quân mang đi rồi. Không chỉ những thiên tài của kỷ nguyên này, mà còn có cả những tu hành giả của cổ ma tộc. Ở căn cứ Thiên Thập, sau khi biết những chuyện này, Ngự Tôn giả không khỏi nhếch mép cười nói, cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Ông ta nhìn về phía đạo nhất nói, đạo nhất, ở trong thiên mộ, cậu hãy thay tôi đánh bại những người này. Đạo nhất mạnh mẽ gật đầu, ý chiến đấu bùng cháy trong mắt anh ta. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tu vi của anh ta đã tiến bộ không ít. Điều này đã khôi phục lại sự tự tin cho anh ta. Sổ dọc. Anh ta nhìn về hướng trái đất âm thầm nói, đáng tiếc, Đường Tuấn, anh đã không thể là đối thủ của tôi nữa rồi. Ba ngày sau, trong tuyệt địa Hoàn Vũ, Ngự Tôn giả dẫn đầu một đám người đứng ở cửa của lối vào, Tôn giả Bạch Hổ và Thần Tôn Cơ Giới cũng ở đó. Long Thần và Hải Thiên Vương cũng tụ tập người của bọn họ lại. Mặc dù lối vào thiên mộ vẫn luôn mở, nhưng tất cả mọi người đều không hề vội vàng đi vào. Bên trong thiên mộ có rất nhiều nguy hiểm, ai cũng muốn người khác giải quyết một số rắc rối trước, để họ đỡ gặp rắc rối. Vì vậy đối với chuyến đi tới thiên mộ lần này, mọi người đều cố gắng hết sức mang theo càng nhiều người càng tốt. Sổ dọc. So với những người ở hai bên, Đường Tuấn có vẻ hơi cô đơn và đáng thương khi anh đến một mình. Có vẻ như cậu đã sẵn sàng chết trong thiên mộ rồi. Ngự Tôn giả lạnh lùng nói. Đạo nhất liếc nhìn Đường Tuấn sau đó thu hồi ánh mắt, lẳng lặng đứng bên cạnh Ngự Tôn giả. Đường Tuấn còn không mau qua đây. Lúc này, một giọng nói bất mãn lạnh lùng xuất hiện. Tinh Tư Tôn giả đi theo phía sau một người đàn ông, vừa rồi chính là bà ta đã gọi. Người đàn ông liếc nhìn Đường Tuấn sau đó cười với Ngự Tôn giả, nói cậu nhờ Tinh Tư Tôn giả giúp đỡ, để tôi bảo vệ cậu. Tôi đồng ý rồi, cậu còn chưa qua đây. Nụ cười của ông ta đột nhiên trở nên vui tươi, và nói, lẽ nào thây giờ cậu mới thấy xấu hổ sao? Yên tâm đi, sẽ không có ai chế giễu cậu đâu. Kẻ yếu vốn dĩ phải phụ thuộc vào kẻ mạnh. Long Thần nghe xong hơi nhíu mày. Nhận xét của Phách La Thiên Quân có chút tổn thương, có vẻ như ông ta đang cố tình chế giễu Đường Tuấn ở nơi đông người. Ông ta định gọi Đường Tuấn tới, nhưng không ngờ Đường Tuấn lại đến thắng trận doanh của Phách La Thiên Quân và đứng cùng với Tịnh Tư Tôn giả. Vẻ mặt bình tĩnh đó dường như không nhận ra sự giễu cợt trong lời nói của Phách La Hiện Quân. Sổ dọc. Long Thần, nếu anh ta đã muốn biến chất, tại sao chúng ta phải can dự vào những việc không phải của mình? Ngao Vấn Thiên nói, anh ta rất bất mãn đối với Đường Tuấn, cho rằng nếu không phải vì trái đất và Đường Tuấn thì Long Thần sẽ không bị ép thăng lên thiên quân, mất tư cách tham gia cuộc tranh tài cuối cùng. Long Thần không nói nhiều nữa, nhưng lúc này có rất nhiều người ở gần mộ thiên quân. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người thầm lắc đầu, trong lòng rất nhiều cảm xúc. Hóa ra Đường Tuấn đã chết rồi. Sau khi bị chúng ma phong đạo,
anh ta đã mất đi tôn nghiêm của mình rồi. Tịnh Tư Tôn giả nhìn Đường Tuấn ở bên cạnh, trầm giọng nói, cậu có nghe thấy không? Bọn họ đang nói về cậu. Đường Tuấn nói, tôi biết. Ánh mắt Tịnh Tư Tôn giả lộ ra vẻ giễu cợt nói, cậu không tức giận sao? Đường Tuấn lắc đầu, khi Tịnh Tư Tôn giả thay vậy lập tức cảm thấy vô cùng mất hứng. Bà ta truyền âm cho Đường Tuấn nói, chuyện cậu muốn tôi giúp tôi đã làm được rồi. Cậu đừng quên những gì đã hứa với tôi. Nếu không, tôi sẽ công khai việc cậu mang theo tiên khí ra bên ngoài, cậu thấy sao? Đường Tuấn nói, yên tâm đi. Tôi đã lập lời thề rồi thì sẽ không nuốt lời đâu. Tịnh Tư Tôn giả hừ lạnh rồi nói, thách cậu cũng không dám. Sau sự xuất hiện của Phách La Thiên Quân, những người từ núi Tôn giả và núi Thiên Quân cũng lần lượt đến. Đường Tuấn nhìn thấy Chu Tước Thần Quân và Triệu Huyền, trong vòng 3 ngày, hai người đã từ cảnh giới Tôn giả sơ kỳ lên cảnh giới Tôn giả hậu kỳ. Ngự Tôn giả nhìn mọi người với nụ cười điềm tĩnh trên mặt. Tuy là một Tôn giả, nhưng không hề rụt rè khi đối mặt với nhiều vị Thiên Quân. Vì mọi người đều đã đến đây rồi có thể chuẩn bị vào. Ai sẽ là người vào trước đây? Ngự Tôn giả nói, sổ dọc. Vừa dứt lời, đột nhiên hiện trường đều trở nên yên lặng. Thiên quân Hoàn Vũ với tư cách là thiên quân mạnh nhất trong nhiều kỷ nguyên, thậm chí gần như kiểm soát sự tồn tại của cung Hỗn Nguyên. Lăng mộ nơi ông ta yên nghĩ phải có nhiều cơ quan hiểm yếu khác nhau để ngăn cản người ngoài xâm nhập vào. Ai vào trước đồng nghĩa với việc phải đối mặt với tất cả nguy hiểm. Cũng muốn có cơ hội, nhưng cũng không muốn chấp nhận rủi ro. Làm sao có thể có chuyện tốt đẹp như vậy? Ngự Tôn giả cười chế giễu nói, nếu như các người không bằng lòng là người đi vào đầu tiên, vậy thì để tôi. Nói xong, Ngự Tôn giả dùng một đạo lực quấn vào mọi người xung quanh rồi bay tới chỗ sâu của lối vào. Sổ dọc, Long Thần, Cổ Lão và đám người của cung Hỗn Nguyên đều sững sờ. Mọi người đều cho rằng ông ta sẽ tìm người làm người đi trước tìm đường để loại bỏ nguy hiểm, nhưng không ngờ chính mình lại là người xông vào trước. Đi theo ông ta, toàn thân của những cổ ma tộc được bao phủ bởi một lớp sương mù đen, từ trong đó truyền ra một giọng nói trầm và lạnh lùng, có lẽ là vua của cổ ma tộc. Chúng ta cũng đi thôi, Long Thần và những người khác cũng không dám chậm trễ. Người của cung Hỗn Nguyên đương nhiên không muốn tụt lại phía sau. Sổ dọc. Vài nhóm người sau khi Ngự Tôn giả tiến vào thì cũng tiến vào đó. Nếu không muốn chết thì hãy đi theo sát bên cạnh Đường Tuấn, Tịnh Tư Tôn giả lạnh lùng nhắc nhở. Đương nhiên, bà ta không phải lo lắng về sự an toàn của Đường Tuấn mà là về tiên khí. Lần này, người vào trong mộ đều là Tôn giả hoặc là Thiên Quân, chỉ có Đường Tuấn là Thần Quân, có thể nói là vô cùng khác biệt. Trong tận đáy lòng mọi người đều ngầm đồng ý rằng Đường Tuấn là người yếu nhất trong đội hình này. Đường Tuấn nhìn xung quanh, hai bên lối vào giống như thủy ngân đang chảy, tỏa ra ánh sáng bạc. Phía trước lối vào là bóng tối sâu thẳm giống như hung thú đang há miệng. Bất giác Đường Tuấn cảm thấy tim đập thình thịch, sắc mặt hơi thay đổi. Mảnh bản đồ nhỏ giấu trong nhẫn không gian của anh bay đột nhiên bay lung tung trong nhẫn không gian, như thể đang cố gắng thoát ra. Trái tim Đường Tuấn chấn động, mảnh vỡ này dường như chỉ về một hướng nào đó. Trước khi anh có thể nghĩ ra bất cứ điều gì, Phách La Thiên Quân đã dẫn theo bọn họ vào trong bóng tối. Giọng nói của Ngự Tôn giả truyền đến từ khoảng không trước mặt, lần này, năng lượng trong huyết hà chỉ có thể hỗ trợ mở thiên mộ thêm 10 ngày nữa. 10 ngày sau, nếu còn ở trong thiên mộ thì vĩnh viễn sẽ là người trong mộ thiên quân. Sổ dọc. Ha ha, muốn trách thì trách những bác sĩ thần đáng chết đó. Nếu không có bọn họ thì mộ thiên quân đã có thể được mở trong một thời gian dài hơn. Tịnh Tư Tôn giả ủ rũ nói, Đường Tuấn, nếu tôi nhớ không lầm cậu là người góp công lớn nhất trong việc phá giải ma huyết chú. Tuy rằng với thực lực của cậu hiện tại không đáng để Ngự Tôn giả nhắm vào, nhưng lời nói thản nhiên của ông ta lại khiến cậu trở thành mục tiêu chút giận của tất cả mọi người. Đường Tuấn cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Lúc này, hai mắt anh đột nhiên sáng lên. Một nhóm người Đường Tuấn xuất hiện trong khoảng không gian hỗn độn. Xung quanh là một màu trắng bao la rộng lớn. Đường Tuấn cố gắng thăm dò thần niệm của mình, nhưng lại phát hiện ra thần niệm đã hoàn toàn bị phong bế. Anh không thể phát hiện chuyển động xung quanh mình mà chỉ có thể quan sát bằng mắt, khoảng trắng mênh mông xung quanh đã hạn chế tầm nhìn của anh rất nhiều. Tịnh Tư Tôn giả nói, sư phụ, thần niệm của con bị phong bế rồi. Sắc mặt Phách La Thiên Quân hơi thay đổi, ánh mắt nghiêm trọng, nói ta cũng vậy. Trái tim Đường Tuấn chấn động.
đây là nơi quái quỷ gì vậy, ngay cả thần niệm của thiên quân cũng có thể bị chặn lại. Đúng lúc này, trong không gian hỗn động vang lên tiếng xé gió, Phách La thiên quân hét lớn một tiếng, ai? Những người khác đang tập hợp pháp lực, chuẩn bị phát nổ. Một nhóm người bước ra từ sự khoảng không hỗn loạn màu trắng và đó là đám người Long Thần. Long Thần liếc nhìn Đường Tuấn nói, tôi và Ngự Tôn giả bọn họ gọi nơi này là căn nguyên không gian. Căn nguyên không gian, mọi người đều cảm thấy khó hiểu và mơ hồ trước cái tên này. Các người sẽ biết ngay lập tức thôi. Ánh mắt Long Thần nghiêm nghị nhìn về phía trước. Gầm gầm một tiếng gầm thấp vang lên ở phía trước. Khu vực hỗn loạn dày đặc bị ép ra, hai sinh vật thân mềm màu trắng cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Hai sinh vật thân mềm màu trắng này dường như cao 100 trượng và dài 1.000 trượng, cơ thể của chúng không cân đối chút nào. Trên cơ thể của hai sinh vật dường như không có xương hay có lông. Nó hơi giống con tằm đã to lớn lên gấp nhiều lần. Nhưng không giống như con tằm, khí tức của hai sinh vật màu trắng này cực kỳ mạnh mẽ gần như có thể sánh ngang với thiên quân. Hai sinh vật cùng mở miệng, miệng to và không có răng, giống như một hố đen. Đây là loại quái vật gì? Cơ thể sợ hãi Tịnh Tư tôn giả đến cứng ngắc, sổ dọc. Mặc dù bà ta được coi là người nổi bật trong các tôn giả thực lực rất mạnh, nhưng lúc này khi đối mặt với hai sinh vật này bà ta cảm thấy rằng đối phương có thể nuốt chửng mình chỉ bằng một miếng. Phách La Thiên Quân hừ lạnh một tiếng rồi nói, không phải hình thể lớn thì là mạnh. Ông ta phẩy tay một cái. Với một tiếng nổ, lực lượng mạnh mẽ biến thành một vệt đâm vào da của một trong sinh vật màu trắng đó. Làn da mềm mại đột nhiên ẩn vào trong, sinh vật màu trắng bị lực lượng làm cho chấn động mà lăn sang một bên. Nhưng khi sinh vật màu trắng đó bỏ dậy, sắc mặt Phách La Thiên Quân trở nên cứng. Ông ta tiện tay ra một đòn nhưng thậm chí nó còn không thể làm sinh vật màu trắng bị thương. Tuy rằng chỉ là một đòn ngẫu nhiên nhưng có thể giết chết cảnh giới tôn giả hậu kỳ. Với độ mạnh của đòn như vậy còn không thể làm gì với đám sinh vật màu trắng. Khả năng phòng ngự của chúng có chút đáng sợ. Long Thần trịnh trọng nói, Phách La, tôi và ông cùng nhau đối phó, quyết chiến nhanh một chút. Nếu không, sẽ có nhiều côn trùng đến đây. Phách La Thiên Quân suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Hai vị thiên quân cùng nhau ra tay và dùng tất cả sức lực của mình. Sổ dọc. Hai con côn trùng trắng bị đánh bại ngay lập tức, chỉ trong một lúc, hai con côn trùng này đã bị nổ tung. Nhưng điều kỳ lạ là chúng không phun ra xương máu mà lại phun ra xương màu trắng. Đây là căn nguyên chi lực, mặc dù thần niệm không thể cảm nhận được, nhưng Đường Tuấn lập tức cảm thấy quen thuộc ngay khi màn xương trắng xuất hiện. Không sai, những đám xương trắng này là căn nguyên chi lực. Long Thần, loại côn trùng này sinh trưởng bằng cách hút căn nguyên chi lực của căn nguyên không gian này. Nhưng hiện tại căn nguyên không gian này không còn căn nguyên chi lực tồn tại nữa vì đều đã bị chúng hấp thu. Chỉ khi một con côn trùng chết đi, căn nguyên chi lực mà nó hút mới trở lại không gian này, nhưng căn nguyên chi lực sẽ sớm bị những con côn trùng khác hút lại. Giọng nói trầm xuống, xung quanh vang lên những tiếng gầm rú trầm thấp, dường như có những con côn trùng màu trắng bị thu hút bởi căn nguyên chi lực mà đến đây. Mau đi thôi, một khi lọt vào vòng vây của côn trùng màu trắng, ngoại trừ hai chúng ta thì những người khác có lẽ sẽ đều chết ở đây. Long Thần nói với Phách La Thiên Quân. Phách La Thiên Quân gật đầu với một trái tim nặng trĩu. Ngay cả ông ta cũng có chút sợ hãi với loại côn trùng màu trắng này. Sổ dọc. Ngay sau khi Long Thần và Phách La Thiên Quân cùng mọi người rời đi, trong không gian màu trắng này xuất hiện mười mấy con côn trùng trắng, sau đó há miệng điên cuồng hút căn nguyên chi lực vừa thoát ra ngoài. Trong quá trình tranh giành, một số con côn trùng rằng thậm chí còn đánh nhau và một số con đã bị nổ tung. Căn nguyên chi lực phát tán ra, thu hút nhiều côn trùng tham gia và cuộc chiến càng khốc liệt hơn. Trong lòng đám người Tịnh Tư tôn giả cũng như nhóm người đi theo Long Thần đều vẫn còn chưa hết sợ hãi. Khi họ rời đi, họ nhìn thấy cảnh tượng một vài con côn trùng trắng lớn đang chiến đấu ở phía xa để hút một chút căn nguyên chi lực. Một con côn trùng lớn màu trắng bị mấy con vây lại, xé thành nhiều mảnh rồi chia làm thức ăn. Cảnh tượng đó đã in sâu trong tâm trí bọn họ, Đường Tuấn cũng có chút run rẩy. Anh nhìn không gian xung quanh mình, ngạc nhiên không thôi. Long Thần nghiêm nghị nói, căn nguyên không gian này rất rộng. Khi đó, vài người chúng tôi đã khám phá trong một thời gian dài, nhưng không tìm thấy ranh giới. Sổ dọc, mà các người vẫn có thể tìm thấy một lối thoát sao? Sau khi Long Thần nói xong,
Phách La Thiên Quân và những người khác đều kinh ngạc nhìn xung quanh. Lúc này sắc mặt một vài người có vẻ đều nghiêm trọng. Bọn họ đã hoàn toàn mất phương hướng và bị bao quanh bởi sương mù trắng hỗn độn, vốn không có dấu hiệu nhận biết nào cả. Thiên Quân đã trở thành một tên mù đường. Trong tình huống này, cho dù có nói ra cũng sẽ không có ai tin. Nhưng bây giờ nó đang thực sự diễn ra. Phách La Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, không thiện cảm nhìn Long Thần, nói, rốt cuộc ông muốn làm gì? Là đợt người đầu tiên vào thiên mộ, nhất định đám người ngự tôn giả phải có thông tin mà những người khác không có. Thông tin này có thể giảm bớt cho bọn họ rất nhiều rắc rối. Long Thần nói, tôi muốn tìm người hợp tác. Cả hai chúng ta đều đã ở trong cảnh giới Thiên Quân và đã mất cơ hội tranh đoạt lõi mộ. Nhưng trong mộ của Thiên Quân vẫn còn lưu giữ rất nhiều bảo vật, thậm chí có những bảo vật còn mạnh hơn cả tiên khí, mục tiêu của tôi là những thứ này. Phách La Thiên Quân cân nhắc hồi lâu rồi hỏi, hai chúng ta không có cơ hội tranh đoạt lõi mộ. Nhưng vãn bối bên cạnh ông, và các đệ tử của tôi, vẫn nên có cơ hội, đúng không? Chẳng lẽ cứ để bọn họ từ bỏ như vậy sao? Long Thần lắc đầu nói, đương nhiên là để bọn họ tranh đoạt. Nhưng trước khi tranh đả, không phải để cho bọn họ lấy được một số bảo vật thì cơ hội giành chiến thắng sẽ cao hơn sao? Đôi mắt của Ngao Vấn Thiên, Tịnh Tư Tôn Giả và những người khác đồng thời trở nên sáng rực. Bọn họ biết trung tâm của mộ Thiên Quân là loại kho báu như thế nào. Một khi cô được nó thì bọn họ sẽ trở thành một trong những người mạnh mẽ nhất trong vũ trụ này. Mặc dù Thiên Quân là người có nhiều triển vọng nhất để đạt được nhưng bọn họ cũng có cơ hội. Sư phụ, vẻ mặt Tịnh Tư Tôn giả lộ ra sự khẩn cầu. Phách La Thiên Quân nói, được rồi. Long Thần, tôi đồng ý với ông, vậy chúng ta làm gì bây giờ? Long Thần nhìn về phía hướng trên đầu nói, trước tiên chúng ta hãy ra khỏi đây. Phách La Thiên Quân thất thanh, chẳng lẽ là lối rời đi không gian này là ở phía trên? Long Thần gật đầu nói, đúng vậy. Đây là điều chúng tôi đã tìm hiểu rất nhiều lần mới có thể tìm ra, nếu không có ai giải thích thì không thể nào tìm ra được. Phách La Thiên Quân thầm nói trong lòng rằng mình thật may mắn, nếu không phải ông ta hợp tác với Long Thần thì có lẽ là Long Thần sẽ không thể nói cho ông ta biết chuyện này. Ngao Vấn Thiên, Tịnh Tư Tôn Giả và những người khác đều thể hiện biểu cảm háo hức. Bọn họ đang rất háo hức và mong chờ đối với tương lai. Một khi có được lõi mộ thì mọi thứ sẽ là thay đổi hoàn toàn. Long Thần, tôi muốn lại đây một lát. Lúc này, Đường Tuấn đột nhiên nói. Long Thần cau mày, lý do khiến ông ta sẵn sàng hợp tác với Phách La Thiên Quân không những là vì nhìn thấy rõ thực lực của Phách La Thiên Quân mà ông ta cũng muốn nhân cơ hội để bảo vệ Đường Tuấn. Bây giờ Đường Tuấn muốn ở lại đây thì sự hợp tác của ông ta với Phách La Thiên Quân đã mất đi một phần ý nghĩa rồi. Tịnh Tư Tôn giả chế nhạo nói, ở lại đây sao? Dựa vào thực lực ít ỏi của mình, cậu muốn trở thành thức ăn cho những con côn trùng màu trắng kia sao? Phách La Thiên Quân trịnh trọng nói, nhóc bướng bỉnh, mặc dù tôi đã đồng ý sẽ bảo vệ cậu. Nhưng tôi sẽ không cùng cậu làm những chuyện vô lý. Đường Tuấn, cậu suy nghĩ kỹ một chút. Long Thần nói, Đường Tuấn lắc đầu nói, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi một mình ở lại, mọi người cứ tiếp tục đi lên, tôi sẽ bắt kịp với các người. Long Thần lại muốn thuyết phục anh. Nhưng nhìn thấy vẻ kiên định trên mặt Đường Tuấn, ông ta không còn cách nào khác đành phải nói, vậy thì cậu cẩn thận một chút. Sổ dọc. Tuy rằng ông ta quen với địa cầu nhất mạch, trước kia cũng đã từng vì trái đất mà miễn cường đột phá cảnh giới Thiên Quân. Bây giờ Đường Tuấn đã hạ quyết tâm nên ông ta cũng không muốn lãng phí quá nhiều tâm tư cho đối phương, hay nói một cách khác, Đường Tuấn bây giờ đã trúng ma phong đạo đã không có giá trị để ông ta đầu tư. Đường Tuấn, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tịnh Tư Tôn giả đột nhiên lạnh lùng nói. Bà ta nói xin lỗi Phách La Thiên Quân, sau đó bước sang một bên, Đường Tuấn cũng bước theo sau. Cách Long Thần và Phách La Thiên Quân một khoảng, Tịnh Tư Tôn giả đột nhiên dừng lại, mắng mỏ, ý của cậu là gì? Muốn nuốt lời sao? Đường Tuấn lắc đầu nói, đương nhiên là không phải. Sổ dọc. Tịnh Tư Tôn giả đưa một tay ra trước mặt Đường Tuấn nói, vậy thì lấy ra đây đi, bà ta giễu cợt, cậu cũng có thể từ chối. Nhưng sư phụ của tôi ở đây, cậu thử nghĩ xem, Long Thần có vì cậu mà ra tay với sư phụ tôi không? Không cần thiết phải như vậy. Tâm niệm Đường Tuấn vừa động, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đan hoàn màu trắng. Bởi vì bọn họ đang quay lưng với Phách La Thiên Quân và những người khác, cùng với sự ngăn cản của màn xương trắng hỗn độn xung quanh nên bọn họ đã không bị phát hiện. Tiên khí,
Hai mắt Tịnh Tư Tôn giả trở nên sáng rực, nhìn chằm chằm đạn hoàn trên tay Đường Tuấn. Bà ta cho rằng Đường Tuấn nhất định sẽ giở trò quỷ, nhưng không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Điều này khiến bà ta tự hỏi liệu Đường Tuấn có động cơ thầm kín nào hay không. Không muốn sao, trên mặt Đường Tuấn vẫn nở nụ cười, không có sự không nỡ nòa trong nụ cười đó. Tịnh Tư Tôn giả càng thêm khó hiểu, nhưng nhìn đan hoàn khiến bà ta không thể không động lòng, không khỏi từng chút một vươn tay ra. Bắt đầu chạm vào là sự trơn nhẵn, giống như thạch ngọc thượng hạng. Nhẹ như không, nhưng vô cùng cứng rắn. Mãi đến khi cầm đan hoàn trên tay thì nghi ngờ của Tịnh Tư Tôn giả mới được giải tỏa một chút. Bà ta bí mật kích thích pháp lực nhưng không thể làm gì đan hoàn. Xét về độ cứng của vật liệu thì đã là tiên khí rồi. Trong lòng Tịnh Tư Tôn giả nghĩ thầm, Đường Tuấn nói, tôi không lừa bà đúng không? Coi như cậu biết điều. Tịnh Tư Tôn giả hừ lạnh một tiếng, trong lòng vừa động, bà ta luyện hóa đan hoàn bước đầu tiên sau đó đem đan hoàn nhập vào trong cơ thể. Vào lúc đan hoàn vừa được Tịnh Tư Tôn giả luyện hóa, một ý nghĩ từ trong đan hoàn truyền vào đầu của Đường Tuấn. Đường Tuấn, anh đang muốn làm gì vậy? Đó là giọng nói hổn hển của Trương Tĩnh Hòa. Sổ dọc. Anh ta vốn tưởng rằng Đường Tuấn chỉ lừa Tịnh Tư Tôn giả nhưng không ngờ anh thật sự cho đi tiên khí. Nhưng Trương Tĩnh Hòa không thể làm gì được. Tịnh Tư Tôn giả nhận được tiên khí, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Có được tiên khí này, cho dù lần này bà ta có được thứ gì đó khi vào mộ thiên quân, mà không phải trả bất cứ thứ gì, thì đó thực sự là một việc tốt. Đi thôi, Tịnh Tư Tôn giả liếc nhìn Đường Tuấn lạnh lùng nói. Có được tiên khí, thực lực của bà ta đã tăng vọt, nói không chừng còn có thể có cơ hội cạnh tranh để giành lấy trung tâm của thiên mộ. Về phần Đường Tuấn muốn ở đây chờ chết, mặc kệ anh, đã không liên quan gì đến bà ta nữa rồi. Thật là nhẹ nhõm cả người. Đường Tuấn thì thào, vẻ mặt nhẹ nhõm. Đường Tuấn, đây chính là cách rời khỏi không gian này. Với một cái búng tay của Long Thần, một ngọc bài đã rơi vào tay Đường Tuấn. Bọn họ đã quyết định rời khỏi đây và tìm kiếm những bảo vật được để lại trong mộ của Thiên Quân Hoàn Vũ, để củng cố sức mạnh của mình cho cuộc cạnh tranh lõi mộ không lâu sau đó. Đừng chết, Ngao Vấn Thiên thản nhiên nói. Đám người Tịnh Tư Tôn giả nhếch khóe miệng lên với ánh mắt khinh thường. Theo những gì Long Thần nói, những con côn trùng lớn màu trắng trong không gian này, yếu nhất cũng có thực lực ở cảnh giới Tôn giả hậu kỳ. Mạnh nhất thậm chí có thể so sánh với thiên quân. Với thực lực của Đường Tuấn nếu anh ở lại đây, cơ hội sống sót có khi không đến một phần vạn. Long Thần, đừng lãng phí thời gian với một tên nhóc vô dụng, mau chóng dẫn đường đi. Phách La Thiên Quân không hài lòng nói. Long Thần khẽ gật đầu với Đường Tuấn sau đó cái là người đầu tiên bay lên trên đầu tiếp theo là những người khác. Không ai có vẻ Đường Tuấn đang ở bên dưới nữa. Khi Long Thần và những người khác biến mất khỏi tầm mắt, Đường Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm. Có đám người Long Thần ở đây anh làm việc gì cũng không tiện. Chậm rãi duỗi eo, Đường Tuấn đặt một phần tâm trí của mình vào trong đan điền cảm nhận những thay đổi trong đó. Không có đan hoàn ký thác, căn nguyên sinh mệnh, căn nguyên nua tê xê chừng và các loại căn nguyên chi lực khác đều hỗn loạn trong đan điền, toát ra các loại lực lực mạnh mẽ như ai cũng muốn nổi bật, không ai phục ai. Hỗn độn thần văn chìm sâu hơn ở đan điền và không cạnh tranh với những lực lượng căn nguyên này. Vì lý do nào đó, khi không có sự tồn tại của đạn hoàn thần bí, Đường Nghiêu cảm thấy khả năng kiểm soát của mình đối với những căn nguyên chi lực dường như mạnh mẽ hơn. Mặc dù ma phong đạo vẫn chưa bị phá giả nhưng những suy nghĩ dao động của Trương Tĩnh Hòa, Hận Thiên và những người khác đã hoàn toàn biến mất. Mặc dù các căn nguyên chi lực khác nhau đang chiến đấu nhưng chúng không hề gây ảnh hưởng đến đan điền của Đường Tuấn. Thay vào đó, nó liên tục giải phóng lực lượng của căn nguyên từ từ biến đổi cơ thể của Đường Tuấn. Trước đây, vì sự tồn tại của đan hoàn thần bí nên những căn nguyên chi lực này không dám có bất kỳ hành động nào. Nhưng bây giờ ràng buộc của đan hoàn thần bí đã phá bỏ, khả năng hoạt động của căn nguyên chi lực đương nhiên sẽ tăng lên. Dù đã đoán trước, nhưng khi cảnh tượng này thực sự xảy ra, anh vẫn không dám tin. Để lại một phần tâm trí để chú ý đến những thay đổi trong đan điền. Đường Tuấn bắt đầu đi lang thang trong không gian này. Lý do tại sao anh ở lại là để xác minh một số phỏng đoán của mình. Đường Tuấn giả phóng ra một chút căn nguyên khí tức, sổ dọc, gầm. Không lâu sau, một tiếng gầm nhẹ và âm thanh lúc nhúc truyền đến từ phía trước. Một con côn trùng lớn màu trắng hiện ra từ trong màn sương mờ ảo, thân hình cao tới 100 trượng,
hai mắt nhỏ lấp lánh ánh sáng mờ ảo đang nhìn xuống Đường Tuấn. Trong mắt không có một tia cảm xúc nào giống như là sinh ra để khinh thường. Xét từ góc độ hình thể, Đường Tuấn thực sự không khác gì con kiến trong mắt nó. Thật là một sinh vật tuyệt vời. Mặc dù con côn trùng màu trắng to lớn này ít nhất cũng có thực lực của cảnh giới tôn giả hậu kỳ nhưng Đường Tuấn cũng không chạy trốn, mà hứng thú nhìn về phía đối phương. Trong đan điền một số loại căn nguyên chi lực không ngừng vận động. Gầm, con côn trùng lớn màu trắng gầm nhẹ một tiếng, trong hai mắt nhỏ lóe lên vẻ nghi hoặc. Từ từ, nghi ngờ chuyển thành sợ hãi. Thân hình to lớn của con côn trùng trắng hoàn toàn trống trên mặt đất, khẽ run lên, dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn Đường Tuấn. Khi Đường Tuấn nhìn thấy vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười. Sau đó, anh nhảy lên và ngồi xếp bằng trên đầu con côn trùng lớn màu trắng và ử dụng nó làm vật cưỡi. Nhưng con côn trùng trắng to lớn không dám tỏ bất cứ sự bất mãn nào, thậm chí còn không ngừng run rẩy, khiến Đường Tuấn ngồi càng thêm thoải mái. Sổ dọc. Nếu đám người Long Thần nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ bọn họ sẽ sững sờ tại chỗ. Con côn trùng lớn màu trắng này là sinh vật đặc biệt trong căn nguyên không gian này, thân thể hàm chứa căn nguyên chi lực tương đối cao. Vì lý mà nói vốn dĩ nó không thể bị thu phục nhưng Đường Tuấn dường như đã đoán trước được điều đó. Sau khi biết nó chứa căn nguyên chi lực, anh bất giác nghĩ đến bản thân. Sự khác biệt duy nhất là căn nguyên chi lực trong cơ thể anh có trật tự hơn và có thể được kiểm soát, còn căn nguyên chi lực trong con côn trùng lớn này là rối loạn và bạo lực. Sau khi lĩnh hội căn nguyên chi lực, các tu hành giả bình thường sẽ hòa nhập nó vào thế giới nhỏ. Thế giới nhỏ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn do được căn nguyên chi lực nuôi dưỡng, toát lên sức sống mãnh liệt ngày càng gần với thế giới thực. Cũng giống như thế giới nhỏ của Cổ Linh Vương, nó không khác nhiều so với thế giới thực sự. Nhưng Đường Tuấn thì khác, thế giới nhỏ của anh đã biến mất từ lâu nên căn nguyên chi lực đều nằm trong cơ thể anh. Nó rất giống với con côn trùng lớn màu trắng này. Trên thực tế, sự phân chia cảnh giới giữa các tu hành giả để đánh giá Đường Tuấn nữa. Căn nguyên chi lực trong cơ thể Đường Tuấn tuy không bằng nuôi dưỡng về số lượng, nhưng về chất lượng lại vượt trội hơn rất nhiều. Suy cho cùng thì những căn nguyên chi lực này đều đã được đan hoàn thần bí xử lý. Sổ dọc. Vì vậy, trong mắt con côn trùng lớn màu trắng Đường Tuấn ở đẳng cấp cao hơn chúng rất nhiều, để tránh bị nuốt chửng, nó đã chọn cách đầu hàng một cách khôn ngoan. Đây là một sự lựa chọn theo bản năng. Đường Tuấn khoanh chân ngồi trên con côn trùng lớn màu trắng nhìn vào trong màn xương trắng mênh mông, nơi có một tiếng gầm trầm thấp khác. Anh nheo mắt lại và nhỏ giọng nói, tiếp theo hãy thử cái đó. Một lúc sau, một con côn trùng lớn màu trắng xuất hiện trước mặt anh. Con này còn lớn hơn con mà Đường Tuấn đang ngồi lên, có lẽ có thể phát huy ra thực lực cảnh giới tôn giả hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Sổ dọc. Gầm. Con côn trùng lớn màu trắng giống lên, con dưới người Đường Tuấn cũng không dám nhúc nhích. Đường Tuấn cười nhẹ, chĩa mũi chân, bay về phía con côn trùng lớn màu trắng. Đánh ra một chưởng, thấy vậy, vẻ mặt nó khinh thường, để cho Đường Tuấn đánh lên người mình. Nhưng ngay sau đó, một cỗ lực lượng đáng sợ bùng phát từ nơi Đường Tuấn đánh tới, rồi xuyên qua cơ thể của con côn trùng lớn màu trắng. Trên thân nó xuất hiện một lỗ thủng lớn. Căn nguyên chi lực dồi dào mãnh liệt bộc phát ra từ trong cơ thể con côn trùng lớn màu trắng, đồng thời thực lực của nó cũng giảm mạnh. Trước đây, Phách La Thiên Quân đã từng tấn công con côn trùng lớn màu trắng một lần, tuy không thể gây sát thương cho nó nhưng Đường Tuấn đã phá vỡ sự phòng thủ của nó chỉ bằng một chưởng khiến nó bị thương nặng. Lúc này, con côn trùng lớn màu trắng bắt đầu hoảng sợ, nó muốn quay người giết chết anh. Mà con côn trùng lớn màu trắng trước đó bị anh thu phục cũng đã có phản ứng. Về tới và bắt đầu cắn xé. Lúc này, con côn trùng lớn màu trắng bị thương hoàn toàn không phải là đối thủ, trên người càng ngày càng có nhiều vết thương, lỗ chỗ. Cuối cùng, con côn trùng lớn màu trắng chết, căn nguyên chi lực không ngừng trào ra như biển. Dưới sự tinh luyện cấp tốc này, sức mạnh bản nguyên nằm bên trong đan điền của Đường Tuấn dùng tốc độ đáng sợ mà tăng cường lên, lại còn có nhiều loại sức mạnh bản nguyên mà Đường Tuấn chưa từng có. Ở bên trong không gian căn nguyên, có tồn tại sự hạn chế vô cùng trong việc cảm ngộ sức mạnh bản nguyên. Không gian căn nguyên sẽ không cho phép bất cứ một ai luyện hóa quá nhiều sức mạnh bản nguyên, mà từ loại sức mạnh bản nguyên tuôn ra từ sâu bên trong cơ thể của con trùng màu trắng này lại không tồn tại loại hạn chế nêu trên. Sau khi luyện hóa được sức mạnh bản nguyên của con trùng màu trắng này được đến 2/3, Đường Tuấn nghe thấy từng đợt âm thanh trầm thấp và tiếng mấp máy,
nỉ non, hiển nhiên là có một con trùng màu trắng khác cảm nhận được hơi thở của cỗ sức mạnh bản nguyên ở nói này, cho nên đang đi về phía này rồi. Tuy rằng không muốn lãng phí đi nhiều sức mạnh bản nguyên đến như vậy, nhưng Đường Tuấn vẫn nhanh chóng nhảy lên đầu con trùng màu trắng, vỗ vỗ cái đầu to của nó, nói, đi thôi, Tiểu Bạch. Con trùng màu trắng bị anh thu phục này, anh gọi nó là Tiểu Bạch. Bây giờ tuy rằng thực lực của anh mỗi giây mỗi phút đều có sự tăng tiến, thế nhưng vẫn chưa nghĩ tới chuyện phát sinh xung đột trong phạm vi lớn với mấy con trùng màu trắng đó. Tuy rằng Tiểu Bạch rất không tình nguyện, nhưng vẫn rất nghe lời Đường Tuấn nói. 2/3 sức mạnh bản nguyên, có 8/8 đã bị Đường Tuấn luyện hóa, hiện giờ hơi thở mà Đường Tuấn ẩn ẩn tản mát ra khiến cho Tiểu Bạch càng thêm sợ hãi và kính sợ hơn nữa. Sau khi Đường Tuấn và Tiểu Bạch rời đi không bao lâu, mấy con trùng màu trắng vọt tới nơi này, điên cuồng mà tranh đoạt những luồng sức mạnh bản nguyên đang bị phân tán kia. Một trận tranh đấu đầy gió tanh mưa máu lại bắt đầu. Đường Tuấn ngồi ở trên đầu Tiểu Bạch, dưới thân Tiểu Bạch đang phát ra những tiếng gầm nhẹ hưng phấn. Tuy rằng nó chỉ hấp thu được một phần rất nhỏ sức mạnh bản nguyên, thế nhưng đối với nó mà nói đã là thu hoạch rất lớn rồi, khiến cho thực lực của nó tăng lên không ít. Đường Tuấn và con côn trùng lớn màu trắng mà anh đã thu phục được bao bọc bởi một căn nguyên chi lực mạnh mẽ. Căn nguyên chi lực của con côn trùng lớn màu trắng không ngừng được nâng cao. Nhưng Đường Tuấn mới là người được lợi lớn nhất, tuy hình thể không to bằng nó nhưng anh lại nuốt được nhiều căn nguyên chi lực hơn. Những căn nguyên chi lực ban đầu này xâm nhập vào cơ thể anh từ tứ chi và xương cốt, sau đó tất cả đều xuất hiện trong đan điền. So với căn nguyên chi lực trong đan điền của anh, căn nguyên chi lực hấp thụ là quá phức tạp. Nhưng vào lúc này, một số loại căn nguyên chi lực trong đan điền của Đường Tuấn bắt đầu hoạt động. Sự kết hợp của một số căn nguyên chi lực tạo thành một mạng lưới thí luyện. Sau khi đi qua lưới tinh luyện này, căn nguyên chi lực hỗn loạn cũng trở nên tinh khiết và trở thành lực lượng mới của lưới tinh luyện. Bằng cách này, tốc độ thí luyện của Đường Tuấn càng ngày càng nhanh. Quả nhiên là như thế này sao? Đường Tuấn nhìn bàn tay của mình, tự mình lẩm bẩm. Đám người Phách La Thiên Quân chắc chắn không thể nào ngờ được, anh lại có thể dùng một quyền mà đánh chết một con trùng màu trắng. Sức mạnh bản nguyên của người khác đều là dung nhập ở bên trong thế giới nhỏ, khiến cho thế giới nhỏ càng ngày càng trở nên kiên cố ổn định. Mà hiện tại Đường Tuấn lại là mượn dùng sức mạnh bản nguyên để mài giũa chính mình. Loại ý tưởng này, cũng có người tu hành từng thử rồi. Nhưng sức mạnh bản nguyên mạnh mẽ đến cỡ nào, những thân thể xem bình thường không thể cất chứa được bao nhiêu, huống chi là cất chứa nhiều loại sức mạnh bản nguyên. Bởi vì như vậy, cơ hồ là không có ai từng thành công cả. Đường Tuấn trong mơ hồ mà đoán được nguyên nhân thành công của bản thân. Đầu tiên là do phương pháp châm cứu thần bí. Sau khi tu luyện phương pháp châm cứu thần bí, trong cơ thể sản sinh ra sức mạnh bản nguyên. Thân thể của anh đã bắt đầu được sức mạnh bản nguyên cải tạo. Tiếp theo là vòng tròn thần bí. Nếu như so sánh với những người tu hành khác, anh nắm giữ quá nhiều sức mạnh bản nguyên. May mắn thay những luồng sức mạnh bản nguyên đó ngay từ đầu đều nằm ở trong vòng tròn thần bí, không tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với thân thể của anh. Mà vào thời điểm anh mất đi vòng tròn thần bí, sức mạnh bản nguyên mà anh có được đã hình thành cục diện ổn định rồi. Căn nguyên sinh mệnh cùng căn nguyên nuốt chửng, căn nguyên ngũ hành, căn nguyên phong lôi, căn nguyên thời không, những luồng sức mạnh bản nguyên anh có tác động lên nhau, hình thành một loại cân bằng vi diệu, mà anh vừa hay có được lợi ích từ loại cân bằng này. Có được sự gột rửa của những luồng sức mạnh bản nguyên này, làm cho sức mạnh trong thân thể của anh mỗi giây mỗi phút đều tăng lên với tốc độ đáng sợ. Đường Tuấn đoán chừng, thực lực của bản thân anh hiện tại đã có thể so sánh với tôn giả cảnh đỉnh phong rồi, tuy rằng cảnh giới của anh vẫn là thần quân cảnh đỉnh phong. Tiếp tục săn thú. Đường Tuấn vỗ vỗ đầu của Tiểu Bạch, nhếch miệng cười nói. Đối với người khác mà nói, trong không gian này vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với Đường Tuấn mà nói, không gian này chính là khu vực tuyệt vời giúp anh tăng cường thực lực. Tuy rằng ngự tôn giả nói thiên mộ chỉ mở ra trong thời gian 10 ngày mà thôi, nhưng Đường Tuấn có thể cảm giác được rõ ràng rằng dòng thời gian chảy trôi bên trong thiên mộ không hề giống với thế giới bên ngoài. Sau khi liên tiếp săn được 8 con trùng màu trắng có thể so với tôn giả cảnh đỉnh phong, Đường Tuấn cuối cùng cũng cảm giác được sức mạnh trong cơ thể của mình đã vượt qua được hạn chế nào đó. Dường như chỉ cần là sức mạnh bản nguyên từng được nghe qua, thì đều có thể tìm được ở trong đan điền của anh. Đương nhiên,
những luồng sức mạnh bản nguyên đó còn có mạnh có yếu, vẫn chưa đạt tới được sự cân bằng hoàn mỹ. Thế nhưng cũng đã đạt tới loại trình độ này rồi, cho dù xuất hiện một tia không ổn định, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với Đường Tuấn. Sự thay đổi của Tiểu Bạch cũng rất lớn. Thân hình của nó bé lại 1/3 so với trước đây, nhưng hơi thở lại cường đại hơn gấp mấy lần, bất thình lình mà đạt tới cảnh giới thiên quân cấp số. Tiểu Bạch phát ra tiếng gầm nhẹ cực kỳ kích động. Vốn dĩ thực lực của nó ở trong không gian căn nguyên này cũng chỉ có thể tính là ở mức trung bình thấp mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị những con trùng màu trắng khác cắn nuốt. Nhưng hiện tại nó vậy mà lại trở thành một trong số những con trùng màu trắng mạnh mẽ nhất ở đây chỉ trong thời gian ngắn như thế. Ở bên trong không gian căn nguyên này, những con trùng màu trắng ở cảnh giới thiên quân cấp số cũng chỉ có mấy con mà thôi. Sở dĩ nó có thể tiến bộ nhanh như vậy, cũng có nguyên nhân xuất phát từ Đường Tuấn. Vào thời điểm Đường Tuấn đang tu luyện, thỉnh thoảng sẽ tản mát ra hơi thở bản nguyên. Những luồng hơi thở bản nguyên tản mát ra ấy, tất nhiên đều có ích cho Tiểu Bạch. Những hơi thở căn nguyên thuần tịnh đó, có thể giúp nó trải vuốt lại những luồng sức mạnh bản nguyên hỗn độn trong cơ thể. Đúng là dưới tình huống như vậy, hình thể của nó mới càng ngày càng nhỏ, nhưng thực lực lại tăng lên cực kỳ lớn. Cho nên tuy rằng thực lực của Tiểu Bạch gia tăng mãnh liệt, nhưng thái độ của nó đối với Đường Tuấn lại càng thêm cung kính. Đi xem đôi trùng vương trùng hậu mà mày nói kia đi. Đường Tuấn vỗ vỗ đầu của Tiểu Bạch. Từ trong những lời nói giao lưu cùng với Tiểu Bạch trước đó, Đường Tuấn đã biết trong chỗ ngụy không gian căn nguyên này có hai con trùng mạnh nhất, hai con trùng đó chính là trùng vương trùng hậu. Tiểu Bạch hưng phấn mà gầm rú một tiếng. Có Đường Tuấn ở đây, nói không chừng nó sẽ có thể trở thành trùng vương mới, có được con trùng hậu kia. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó bên trong ngụy không gian căn nguyên, đám người ngự tôn giả kiệt lực mà che giấu lại hơi thở trên người mình, nhìn xa xăm sang một nơi cách đó không xa. Ở nơi đó, có hai con trùng màu trắng thật lớn đang lười biếng mà nằm bò. Thân hình của hai con trùng màu trắng cũng cao xấp xỉ khoảng 660 mét, dài đến gần 8.000 mét, tựa như hai ngọn núi non đang vắt ngang ở nơi đó. Hơi thở nguy hiểm đến tột cùng phát ra từ trên người của hai con trùng màu trắng đó. Ở bốn phía của hai con trùng đó, còn có mười mấy con trùng màu trắng, dường như đang làm chức năng bảo vệ giống như là người hộ vệ vậy. Ngự tôn giả, hai con trùng màu trắng này chính là trùng vương và trùng hậu, thực lực chắc chắn là ở cảnh giới thiên quân cấp số. Dựa vào thực lực của chúng ta mà nói, chỉ e vẫn chưa phải là đối thủ của chúng nó đâu. Bạch Hổ tôn giả khẩn trương mà nói. Ông ta là tôn giả, ở thế giới bên ngoài kia chính là đại lão một phương, có thể hô mưa gọi gió. Nhưng ở bên trong cái nơi ngụy không gian căn nguyên này, thật sự là nhỏ yếu đến mức đáng thương, thậm chí phần lớn những con trùng màu trắng kia đều mạnh hơn so với ông ta. Vào giờ phút này, cùng với ngự tôn giả, ngoại trừ Bạch Hổ tôn giả, còn có đám người thần tôn cơ giới, đạo nhất. Ánh mắt của ngự tôn giả hơi nghiêm túc, nói, luận về thực lực, chúng ta quả thực rất khó có thể chiến thắng. Có điều tôi cũng không phải là muốn chiến thắng chúng nó. Ông ta nhìn về phía vị trí trung gian giữa trùng vương và trùng hậu, nơi đó có một viên tinh thạch có hình dáng lăng trụ đang tỏa ra những tia sáng lấp lánh. Nhìn viên tinh thạch hình lăng trụ ấy, ánh mắt của ngự tôn giả tràn ngập sự tham lam. Tuy rằng không biết này viên tinh thạch hình lăng trụ ấy là cái gì, nhưng tiềm thức nói cho ông ta, kia chắc chắn chính là một món bảo bối cầu mà không được. Khu vực này, là do ông ta tìm được trong một lần vô tình. Lần này sau tiến vào mộ thiên quân, ông ta vẫn luôn không có rời khỏi khu ngụy không gian căn nguyên này ngay lập tức, mà là vẫn luôn tìm kiếm. Cuối cùng cũng để cho ông ta tìm được nơi này một lần nữa, phát hiện ra trùng vương và trùng hậu. Cơ giới, ông lên đó dẫn con trùng hậu kia đi đi. Sau khi ngự tôn giả trầm ngâm một lát thì nói với thần tôn cơ giới. Thần tôn cơ giới sửng sốt, khuôn mặt được cấu thành từ kim loại ngay lập tức trở nên trầm lại, cười khổ nói, ngự tôn giả, không phải là ông nói giỡn đấy chứ. Tôi mới có tu vi tôn giả cảnh hậu kỳ, còn chẳng đủ nhét kẽ răng cho con trùng hậu kia. Sắc mặt của ngự tôn giả hơi trầm xuống, nói yên tâm đi, trùng hậu sẽ không giết ông đâu. Chỉ cần ông thành công dân trùng hậu đi. Sau khi mọi chuyện thành công, tôi sẽ không bạc đãi ông. Miệng của thần tiên cơ giới hồi mở ra, nhưng nhìn vào ánh mắt nửa uy hiếp của ngự tôn giả, cuối cùng hắn vẫn là gật gật đầu.
Nhớ kỹ, khi tới gần trùng hậu, thì hãy vận chuyển toàn lực công pháp mà ông tu luyện. Ngự tôn giả trịnh trọng giải thích. Thần tôn cơ giới tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu. Hắn dùng vẻ mặt kiên quyết mà đi về phía vị trí của trùng vương và trùng hậu. Gừ gừ gừ. Sau khi trùng vương phát hiện thần tôn cơ giới, ngay lập tức phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Những con trùng trắng từ bốn phía xông lại đó. Nó có thể cảm ứng được hơi thở nhỏ yếu bất lực của thần tôn cơ giới, còn không đáng để cho nó phải tự mình động thủ. Thần tôn cơ giới đột nhiên cả kinh, vội vàng dựa theo những gì mà ngự tôn giả đã nói trước đó, bắt đầu vận chuyển công pháp. Thần tôn cơ giới xuất thân từ trong tộc cơ giới, thân thể được tạo thành từ các loại kim loại hiếm thấy và những viên tinh thạch. Ngày thường ánh sáng đánh lên trên người của hắn, đều sẽ làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm lóa mắt. Lúc này sau khi vận chuyển công, thân thể của hắn đột nhiên phóng xuất ra 5 luồng ánh sáng ngũ sắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xa xa mà thoạt nhìn, thần tôn cơ giới giống như là một viên đá quý xinh đẹp thật lớn vậy. Khóe miệng của thần tôn cơ giới gợi lên một nụ cười tươi đắc ý, bản thân mình chính là ngôi sao sáng nhất lóa mắt nhất của tộc cơ giới. Những con trùng đang dần dần tiến lại gần thần tôn cơ giới, mỗi một con trùng trong số đó đều có thực lực nằm ở tôn giả cảnh đỉnh phong, là thân tín của trùng vương và trùng hậu. Nhưng vào lúc này, trùng hậu bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Những con trùng màu trắng từ bốn phía đang tới gần thần tôn cơ giới đột nhiên dừng tất cả động tác lại, trùng vương cũng nghi hoặc mà nhìn về phía trùng hậu. Chỉ thấy đôi mắt nhỏ kia của trùng hậu phiếm ánh sáng lấp lánh, không chút để ý nào tới trùng vương, trong mắt chỉ còn lại một mình thần tôn cơ giới đang tỏa ánh sáng nhiều màu sắc kia thôi. Chạy, bên tai vang lên tiếng nói nhỏ của ngự tôn giả. Thần tôn cơ giới ngay lập tức nhằm về một phương hướng đã được chọn sẵn mà cắm đầu bay lên chạy trốn. Không biết vì sao, ánh mắt mà trùng hậu nhìn hắn làm cho hắn nổi lên một trận da gà da vịt. Trùng hậu lập tức đuổi theo phương hướng mà thần tôn cơ giới chạy thoát đi, căn bản không để ý tới trùng vương đang tức giận ở kia. Ngự tôn giả thấy thế, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một nụ cười thật tươi. Trùng hậu thích những đồ vật lấp lánh ánh sáng, lóa mắt, đây là điều mà ông ta phát hiện ra được trong một lần ngẫu nhiên. Lần này vừa lúc có thể lợi dụng được. Lát nữa tôi cuốn lấy trùng vương, mấy người các người hãy nhanh chóng chạy lên cướp viên tinh thạch hình lăng trụ kia. Sau đó cho dù là ai bắt được đi chăng nữa, phải chạy đi ngay lập tức. Ngự tôn giả giải thích trước sau. Đám người đạo nhất vội vàng gật đầu. Vào thời điểm bọn họ chuẩn bị hành động cũng là lúc một tiếng gầm nhẹ đột nhiên xuất hiện. Một con trùng màu trắng cao xấp xỉ đến gần 300 mét đang dần va chạm lại. Tuy rằng hình thể của nó có hơi nhỏ hơn. Nhưng những con trùng màu trắng đứng ở vị trí thủ vệ, cao đến hơn 350 mét kia lại nhanh chóng bị nó phá mở ra, không có một con nào là đối thủ của nó. Mục tiêu thẳng của con trùng màu trắng đột nhiên xuất hiện này chính là trùng vương. Đáng chết! Vẻ mặt của ngự tôn giả xanh mét, cả giận nói, sao lại có thể phát sinh ra trận chiến tranh vị trí trùng vương vào đúng lúc này được cơ chứ? Ông ta tất nhiên cũng đã nhận ra được thực lực của con trùng màu trắng vừa xuất hiện bất chợt kia cũng đã đạt tới cảnh giới thiên quân cấp số. Trận chiến tranh vị trí trùng vương, dựa vào thực lực của bọn họ, chỉ cần hơi hơi lại gần một chút thôi, trong nháy mắt sẽ bị giết chết. Ngự tôn giả, hiện tại làm sao bây giờ? Bạch hổ tôn giả hỏi. Chờ, ngự tôn giả cắn răng nói. Mà lúc này, Đường Tuấn đang ngồi ở trên đầu của Tiểu Bạch, vẻ mặt vui mừng. Vậy mà lại không có nhìn thấy trùng hậu, như thế thực chất đã tỉnh lược được không ít phiền toái. Anh ngồi ở trên đầu của Tiểu Bạch, bởi vì hình thể quá nhỏ bé, cũng không có bị đám người ngự tôn giả đằng kia nhìn thấy. Đó là, ánh mắt Đường Tuấn dừng lại ở trên viên tinh thạch hình lăng trụ đang lơ lửng ở kia. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh bản nguyên thuần tịnh phát ra từ bên trong viên tinh thạch hình lăng trụ kia. Không để cho anh phải tự hỏi. Tiểu Bạch và Trùng Vương giáp chiến với nhau. Trận chiến tranh vị trí Trùng Vương, những con trùng màu trắng khác vốn dĩ không dám nhúng tay, chỉ có thể đứng ở một bên chờ. Xem là một vị vua mới ra đời, hay là vị vua cũ vẫn giữ được vương vị. Mặc kệ là thế nào, bọn họ đều chỉ thần phục Trùng Vương. Phương thức chiến đấu giữa những con trùng màu trắng kia đều rất dã man thô bạo, đều là mở cái miệng lớn ra mà cắn xé. Xé rách.
thân thể của Tiểu Bạch bị Trùng Vương xé rách ra một cái lỗ thủng, sức mạnh căn nguyên mãnh liệt như nước ào ào mà đổ ra. Nhưng Tiểu Bạch cũng không yếu thế chút nào, cũng đã cắn ra một cái lỗ thủng ở trên thân thể của Trùng Vương. Nhưng nhìn tổng thể mà nói, Tiểu Bạch vẫn đang ở trong tình thế hạ phong. Đường Tuấn lắc lắc đầu, thực lực của Tiểu Bạch vẫn thua kém với Trùng Vương không ít. Vốn dĩ anh chỉ là muốn tới đây xem xét nhận biết về thực lực của Trùng Vương một chút, sau đó sẽ chuẩn bị rời khỏi nơi ngụy không gian căn nguyên này. Nhưng lại để cho anh thấy được viên tinh thạch hình lăng trụ kia, vậy trận chiến tranh vị trí Trùng Vương này, cho dù là như thế nào, đều phải trợ giúp Tiểu Bạch thắng lợi. Một trường của anh nhẹ nhàng ấn ở trên đầu của Tiểu Bạch, sức mạnh bản nguyên bên trong đan điền của anh dũng mãnh tiến vào bên trong cơ thể của Tiểu Bạch. Nơi bị thương của Tiểu Bạch bắt đầu được chữa trị từng chút một, sức mạnh bản nguyên vốn dĩ đang không ngừng bị sói mòn cũng đã ngừng lại. Trùng Vương thấy thế, tức khắc cả kinh, lúc này nó mới cảm nhận được sự tồn tại của Đường Tuấn. Trùng Vương phát ra một tiếng gầm cực kỳ bạo nộ, nó cảm thấy bản thân như bị phản bội. Nhưng cũng vô dụng, có Đường Tuấn trợ giúp, tuy rằng thực lực của Tiểu Bạch không bằng Trùng Vương. Nhưng dưới sự ra tay của Đường Tuấn, đã giúp cho lực chịu đựng của Tiểu Bạch mạnh hơn Trùng Vương quá nhiều. Tiểu Bạch bị thương, thực lực vẫn có thể bảo trì trạng thái đỉnh cao. Mà Trùng Vương bị thương, sức mạnh bản nguyên bị sói mòn, thực lực mỗi giây mỗi phút đều đang bị hạ thấp. Dưới tình huống bên này giảm bên kia tăng, miệng vết thương trên người Trùng Vương càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Trùng Vương phát ra một tiếng rồng giận cực kỳ không cam lòng, bị Tiểu Bạch cắn thành hai đoạn. Luồng sức mạnh mênh mông mãnh liệt như biển lớn bùng nổ, trong nháy mắt bao phủ khu vực này. Trùng Vương thật sự không cam lòng, nếu như trùng hậu của nó còn ở đây, sao nó có thể chết được chứ? Nhưng trùng hậu của nó, rốt cuộc là vì cái gì mà rời đi? Mãi cho đến khi chết đi, Trùng Vương cũng không nghĩ thông suốt. Gừ gừ gừ. Tiểu Bạch mới trở thành Trùng Vương phát ra từng đợt tiếng hô lớn, giống như là đang tuyên bố thắng lợi vậy. Đồng thời, nó cũng là đang cảnh cáo Uniger con trùng màu trắng đứng ở bốn phía kia, sức mạnh bản nguyên của lão Trùng Vương sau khi chết kia đều là của bản thân nó, chúng mày đừng nghĩ đến việc nhúng chàm. Sau khi nuốt vào từng chút một thân thể của lão Trùng Vương, rồi sau đó Tiểu Bạch mới bắt đầu hút luồng sức mạnh bản nguyên mênh mông kia. Đường Tuấn ngồi ở trên đầu Tiểu Bạch, cũng đang luyện hóa sức mạnh bản nguyên. Một bộ phận tinh thần của anh tập trung lên viên tinh thạch hình lăng trụ kia. Dựa theo như lời mà Tiểu Bạch nói, viên tinh thạch hình lăng trụ kia hình như đã xuất hiện ở trong ngụy không gian căn nguyên này lâu lắm rồi, chỉ có mỗi một đời Trùng Vương Trùng Hậu mới có thể có được. Đây là... Cách đó không xa, vẻ mặt Ngự Tôn giả dại ra, ông ta vậy mà lại tận mắt chứng kiến một đời Trùng Vương mới ra đời. Có điều trên khuôn mặt của Ngự Tôn giả trên tức lộ ra vui mừng, đây không phải cũng là cơ hội của ông ta hay sao? Trận chiến tranh vị trí Trùng Vương mới vừa kết thúc, con Trùng Vương mới kia khẳng định cũng có bị thương, thực lực vô dụng. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này cướp đi viên tinh thạch hình lăng trụ kia. Ra tay, Ngự Tôn giả nhanh chóng dặn dò vài câu, rồi sau đó khẽ quát một tiếng. Đám người Bạch Hổ Tôn giả, đạo nhất đồng thời xông về vị trí của Tiểu Bạch. Mấy người vừa xuất hiện, tức khắc hấp dẫn sự chú ý của những con trùng màu trắng kia. Nhưng bởi vì vị vương mới còn đang tận hưởng thành quả của chiến thắng, chúng nó không có sự cho phép, không dám tới gần. Tiểu Bạch cũng thấy được đám người Ngự Tôn giả, Đường Tuấn tất nhiên cũng thấy được. Đám người Ngự Tôn giả, Bạch Hổ Tôn giả vậy mà lại chia làm hai đường. Ngự Tôn giả dẫn theo đạo nhất vào tới vị trí của Tiểu Bạch. Mà Bạch Hổ Tôn giả lại bay vọt về phương hướng của viên tinh thạch hình lăng trụ kia. Chỉ cần Ngự Tôn giả hấp dẫn được sự chú ý của Tiểu Bạch, thay đổi đầu, vậy Bạch Hổ Tôn giả lập tức sẽ ra tay lấy đi viên tinh thạch hình lăng trụ kia. Loại phương pháp dương đông kích tây này thật ra không được coi là cao minh, nhưng chỉ số thông minh của những con trùng màu trắng kia không cao, vốn dĩ là không phản ứng kịp. Tựa như hiện tại, Tiểu Bạch quả thực bị đám người Ngự Tôn giả hấp dẫn đi. Hơi hơi động đậy thân thể một chút, rời xa viên tinh thạch hình lăng trụ. Bạch Hổ Tôn giả, động thủ, Ngự Tôn giả gầm nhẹ nói. Trên mặt ông ta là nét tươi cười sán lạn, như là ngay lập tức sẽ thành công thôi. Bạch Hổ Tôn giả nhanh chóng nhằm phía viên tinh thạch hình lăng trụ kia, mắt thấy ông ta đã sắp bắt được nó rồi. Đúng lúc này, Đường Tuấn vỗ vỗ đầu của Tiểu Bạch,
truyền một suy nghĩ cho Tiểu Bạch, vẫy cái đuôi một phát đi. Đối với những gì mà Đường Tuấn nói, Tiểu Bạch có thể nói là nói gì nghe nấy. Nó cũng không thèm quay đầu lại, nửa đoạn thân sau to lớn của nó vung lên. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của Bạch Hổ Tôn Giả, cái đuôi của Tiểu Bạch đánh về phía ông ta. Ngay lập tức, Bạch Hổ Tôn Giả đã bị đè ở dưới cái đuôi kia, ma sát kịch liệt với mặt đất. Phụt! Một âm thanh giống như khinh khí cầu bị bóp cho nổ truyền đến từ dưới cái đuôi của Tiểu Bạch, lại giống như Tiểu Bạch vừa thả một cái giấm. Đám người Ngự Tôn Giả, đạo nhất trở nên ngơ ngẩn. Không phải nói rằng những con trùng kia không có chỉ số thông minh hay sao, vậy cái hất đuôi kia là làm sao vậy? Kết cục của Bạch Hổ Tôn Giả, bọn họ đã không cần suy nghĩ nữa. Trốn, Ngự Tôn Giả bắt lấy đạo nhất, lập tức đưa ra quyết định. Mấy con trùng màu trắng này, không thể theo lẽ thường mà đi phán định được. Ngự Tôn Giả rất quyết đoán mà từ bỏ viên tinh thạch hình lăng trụ, mang theo đạo nhất nhanh chóng tẩu thoát về nơi phương xa. Thật sự là quá yếu. Đường Tuấn luyện hóa căn nguyên chi lực dồi dào, anh nhảy xuống từ trên đầu Tiểu Bạch. Cách đây không lâu, đám người Bạch Hổ Tôn Giả ở trong mắt anh, vẫn là đồng nghĩa với từ bất khả chiến bại, nhưng hiện tại lại yếu ớt như vậy. Đường Tuấn đi tới bên đuôi Tiểu Bạch chủ động rời đuôi ra. Anh lập tức nhìn thấy Bạch Hổ Tôn Giả đang bị thương nặng và nguy kịch, toàn thân thấm máu, cả người nằm liệt trên mặt đất như một bộ da người đẫm máu. Vừa rồi Tiểu Bạch vung đuôi, không chỉ đập nát thân thể ông ta, mà còn đập nát thế giới nhỏ của ông ta nữa. Thế giới nhỏ của Tôn Giả ẩn nấp ở hư không, kiên cố cỡ nào. Nhưng vẫn như cũ không ngăn được Tiểu Bạch vung một cái đuôi. Đây chính là sự chênh lệch về thực lực. Tiểu Bạch cũng nhìn thấy Bạch Hổ Tôn Giả, nó hoàn toàn không biết vừa rồi mình vung đuôi đập chết một người, nên không khỏi sốt sắng nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn vỗ vỗ thân hình nó, nói, không có việc gì. Bạch Hổ Tôn Giả chỉ còn lại một hơi thở phì phò nghe được âm thanh, ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt mơ hồ, ông ta thấy được một bóng người quen thuộc đứng ở trước mặt mình. Là cậu. Bạch Hổ Tôn Giả run giọng nói. Đường Tuấn nói, là tôi. Khuôn mặt vặn vẹo bằng phẳng của Bạch Hổ Tôn Giả hơi rung động, ánh mắt tràn ngập oán độc cùng không cam lòng. Cuối cùng, Bạch Hổ Tôn Giả cái gì cũng không nói nữa, cứ như vậy chết đi. Nói vậy, đây là Tôn Giả đầu tiên bị đánh chết đi. Đường Tuấn tiện tay đánh ra một đám lửa, thiêu hủy thân thể Bạch Hổ Tôn Giả. Anh đi tới một bên, bắt lấy viên tinh thạch hình lăng kính kia. Trong nháy mắt anh đã bắt được, căn nguyên chi lực gần như mênh mông từ trong tinh thạch hình lăng kính tràn vào trong cơ thể Đường Tuấn. Tinh thạch hình lăng kính vốn chỉ chậm rãi tản mát ra căn nguyên chi lực, nhưng những căn nguyên chi lực trong cơ thể Đường Tuấn dường như cho tinh thạch hình lăng kính một lỗ hổng để phát tiết. Căn nguyên chi lực trong đan điền của Đường Tuấn không ngừng lấp đầy, tăng cường, tiến tới càng thêm cân bằng. Từ trong tinh thạch hình lăng kính tuôn ra căn nguyên chi lực thật sự quá mênh mông, còn có một bộ phận nhỏ trôi ở bên ngoài, vừa lúc bị Tiểu Bạch hấp thu. Không biết qua bao lâu, tinh thạch hình lăng kính mất đi toàn bộ ánh sáng, hóa thành bột phấn và trượt xuống khỏi tay anh. Mà căn nguyên chi lực sau khi trùng vương đời trước chết cũng bị một người một trùng hấp thu sạch sẽ. Thân hình Tiểu Bạch chỉ bằng 1/10 so với lúc trước, nó biến thành cao 10 mét, dài 100 mét, hơn nữa thân thể còn mọc ra hai đôi cánh. Lúc này Tiểu Bạch mạnh hơn rất nhiều so với trùng vương đời trước. Nếu như chém giết lần nữa, chỉ sợ vài cái là có thể giết chết đối phương. Những con sâu màu trắng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, thể hiện sự thần phục. Trùng hậu chạy về, nó cắn nửa người thần tôn cơ giới. Đối với trùng vương đời trước đã chết, trùng hậu không có bất kỳ biểu hiện gì, trong nháy mắt đã tỏ vẻ phụ thuộc vào Tiểu Bạch. Về phần tinh thạch hình lăng kính không thấy đâu, nó cũng không thèm để ý chút nào, nửa người thần tử tản ra ánh sáng rực rỡ của thần tôn cơ giới đã trở thành đồ chơi mới của nó. Đường Tuấn nhìn Tiểu Bạch và trùng hậu rúc vào nhau, anh không khỏi lắc đầu bật cười. Anh cảm nhận được động tĩnh trong cơ thể mình, nắm tay hơi nắm chặt một chút, anh cảm giác được một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Luồng sức mạnh này, thậm chí anh còn không biết nên dùng cảnh giới gì để so sánh. Bên kia, Ngự Tôn Giả nhìn Tôn Giả cơ giới mất đi nửa phần cơ thể và bị trọng thương, sắc mặt ông ta hoàn toàn u ám. Ông ta làm sao có thể nghĩ tới,
lúc này vừa mới vào Mộ Thiên Quân, ông ta đã gặp phải tình huống bi thảm như vậy. Hừ, cho dù không có tinh thạch hình lăng kính, tôi cũng có thể khống chế hạch tâm. Ngự tôn giả nắm lấy đạo nhất cùng thần tôn cơ giới, bay lên phía trên, tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ cần nắm trong tay hạch tâm của Mộ Thiên Quân, vậy tất cả hy sinh đều đáng giá. Đường Tuấn cảm nhận được hơi thở của ngự tôn giả, nhưng lúc này Đường Tuấn lại không vội. Anh đã nhìn thấy con đường phía trước và chưa bao giờ lại rõ ràng đến thế. Căn nguyên chi lực trong cơ thể hình thành tuần hoàn gần như hoàn mỹ, không ngừng sinh sôi và chuyển động theo ý niệm của anh. Nếu như nói trước kia, mỗi một khắc anh đều đang tiến bộ, như vậy hiện tại, mỗi một khắc anh đều lột xác. Một luồng khí tức từ trên người anh tản mát ra ngoài, tất cả sâu màu trắng trong không gian đều cảm nhận được luồng khí tức này. Chúng run rẩy thân thể nằm úp sấp trên mặt đất. Còn có những tôn giả thiên quân bị vây trong mảnh không gian căn nguyên này, họ cũng cảm nhận được luồng khí tức này. Đây là sức mạnh cấp độ gì? Một nữ thiên quân run giọng nói. Nữ thiên quân này chính là thiên quân Thanh Diệp của núi Thiên Quân. Lúc ấy cổ lão từng muốn cô ta ra tay phá giải ma phong đạo cho Đường Tuấn, nhưng cô ta đã từ chối mạnh mẽ. Tuy rằng cô ta đang ra sức khống chế thân thể của mình, nhưng cái loại sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn vẫn như cũ giống như một bàn tay to đang vô hình nắm chặt lấy cô ta. Phốc thông. Thiên quân Thanh Diệp không khống chế được mà quỳ xuống, hướng về phía Đường Tuấn. Người như thiên quân Thanh Diệp, còn có rất nhiều. Không có ngoại lệ, bọn họ đều hướng về một hướng nào đó làm ra tư thái thần phục. Mặc dù hầu hết trong số họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở mảnh không gian căn nguyên phía trên, tản ra ánh sáng nhỏ hình cầu xuất hiện ở không trung, chặn lại con đường phía trước. Long thần, Phách La Thiên Quân mang theo Ngao Vấn Thiên và đám người Tịnh Tư tôn giả xuất hiện ở chỗ này. Ánh mắt Long thần rung động, lẩm bẩm nói, đây chính là hạch tâm của Mộ Thiên Quân. Trên người bọn họ đều mang theo thương tích, hiển nhiên là chạy tới nơi này cũng không dễ dàng. Khí tức Ngao Vấn Thiên cùng Tịnh Tư tôn giả mạnh lên không ít. Các người đi coi thử một chút. Long thần nói, Ngao Vấn Thiên cùng Tịnh Tư tôn giả không thể chờ đợi được nữa mà tiến lên, bọn họ muốn thử khống chế hạch tâm. Nhưng bọn họ vừa tới gần hạch tâm, đã bị một lực mạnh mẽ cản lại. Hai người đồng thời bộc phát ra thực lực để chống lại lực cản này. Phốc suy, trước sức cản mạnh, hai người lại tiến thêm mấy bước, nhưng cuối cùng vẫn bị chấn động đến không ngừng hộc máu và lui về tại chỗ. Cái này... Long thần khiếp sợ không thôi. Lực cản này còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của ông ta. Mà ông ta cùng Phách La Thiên Quân, thậm chí ngay cả tới gần cũng làm không được. Đều tránh ra cho tôi. Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ từ phía dưới truyền đến. Ngự tôn giả nắm lấy đạo vừa xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Chỉ là lúc này trên người hai người đều nhuốm máu, thoạt nhìn rất chật vật. Về phần nửa đoạn cơ thể của thần tôn cơ giới kia, đã không thấy đâu. Ánh mắt đạo nhất có chút dại ra, giống như đã chứng kiến chuyện gì rất đáng sợ. Ngự tôn giả. Xong rồi. Long thần cùng Phách La Thiên Quân liếc nhau và cả hai đều nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong mắt của nhau. Ban đầu bọn họ còn muốn khống chế hạch tâm trước ngự tôn giả một bước, nhưng hiện tại đã không có khả năng rồi. Ngự tôn giả nắm lấy đạo nhất. Trong chớp mắt ông ta đã đi tới trước mặt đám người Long Thần. Ông ta nhìn Ngao Vấn Thiên cùng Tịnh Tư tôn giả đang không ngừng hộc máu, thì cười lạnh nói, chỉ bằng hai người các người, cũng muốn khống chế hạch tâm. Thực sự là chuyện cười mà. Ngự tôn giả, tôi không tin ông có thể phá vỡ cỗ lực cản này. Long Thần và Phách La Thiên Quân bất mãn nói. Bọn họ thật sự cảm nhận được cỗ lực cản trước hạch tâm này mạnh mẽ đến mức nào. Đó hoàn toàn là đã vượt ra ngoài sức mạnh cảnh giới tôn giả. Ha ha, tôi đương nhiên biết. Vì ngày này, tôi đã lên kế hoạch 10 vạn năm rồi. Ngự tôn giả nhìn về phía đạo nhất, ánh mắt không hề nhu hòa, nói, đạo nhất, cậu có biết vì sao tôi dốc hết toàn lực bồi dưỡng cậu nhiều năm như vậy không? Đạo nhất lắc đầu, anh ta vừa mới tận mắt nhìn thấy quá trình ngự tôn giả hiến tế sống thần tôn cơ giới, để tránh được nguy hiểm. Lúc này, anh ta mới biết ngự tôn giả hoàn toàn không phải loại người như anh ta từng tưởng tượng, mà là vì hoàn thành một chuyện có thể không chiết gãy tay người. Tay ngự tôn giả chậm rãi vươn về phía đạo nhất,
nói, bởi vì, cậu chính là chìa khóa dẫn đến thành công của tôi. Dứt lời, thân thể đạo nhất bắt đầu tan vỡ. Ngự tôn giả tự tay giết chết đạo nhất. Đạo nhất còn chưa hoàn toàn chết đi, cuối cùng anh ta cũng hiểu được toàn bộ. Ánh sáng thần tử là giả, được trời cao yêu ái là giả, thiên phú có 102 cũng là giả, tất cả đều là do ngự tôn giả làm ra. Trước đây anh ta đã từng rất tự hào về thân phận của mình. Nhưng bây giờ, anh ta lại cảm thấy đáng thương, giống như mình là một trò đùa. Cả đời, anh ta đã sống trong những lời nói dối, sống trong sự sắp xếp của người khác, cho đến khi anh ta chết, anh ta cũng không có thực sự được tự do. Anh ta bỗng nhiên nhớ tới Mộ Thanh, may là cô ấy không có lựa chọn chính mình. Sổ dọc, anh ta nhớ tới Đường Tuấn, chưa bao giờ anh ta lại hâm mộ đối phương như bây giờ, anh ta muốn thực sự sống một cuộc sống như Đường Tuấn. Cho dù hôm nay chúng ma phong đạo, tu vi trì trệ không tiến, anh ta cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Anh ta nhìn về phía giữa sân, không thấy Đường Tuấn. May mắn anh không đến, không để cho anh nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của mình. Ôm một chút may mắn này, đạo nhất vừa chết đi, ý thức, thân thể, còn có thế giới nhỏ đều đang phân giải. Cuối cùng, đạo nhất hóa thành một vũ khí hình nón lấp lánh ánh bạc. Thiên hư chùy, Long Thần khiếp sợ nói. Đúng vậy, ngự tôn giả đắc ý cười, ông ta cầm vũ khí hình nón. Ngón tay ông ta khẽ vuốt ve thiên hư chùy, cười nói, năm đó tôi chiếm được tàn linh của thiên hư chùy, nên đã đem nó luyện hóa, sau đó dung nhập nó vào trong thân thể đạo nhất. Bây giờ vừa vặn có thể phát huy tác dụng, tay ông ta cầm thiên hư chùy, từng bước đi về phía hạch tâm. Một cỗ lực cản xuất hiện, nhưng ngự tôn giả cười nhạt, đưa thiên hư chùy về phía trước. Sổ dọc, thiên hư chùy bộc phát ra ánh sáng, ngự tôn giả tiếp tục đi tới. Cơ thể Long Thần không ngừng run rẩy, ông ta biết tất cả đều đã xong rồi. Thiên hư chùy chính là tiên khí trong truyền thuyết, nghe nói có thể phá vỡ rào cản giữa các vũ trụ. Ông ta thật sự không nghĩ tới kế hoạch của ngự tôn giả lại thâm sâu như vậy. Cùng lúc đó, ngự tôn giả lấy ra một tấm bản đồ, rồi khẽ quát đến rồi. Trong ngụy không gian căn nguyên, Đường Tuấn đắm chìm trong sức mạnh lột xác. Anh không chú ý tới, nhẫn không gian của anh đột nhiên vỡ ra, mảnh vỡ của tấm bản đồ kia bay lên trên. Ở một chỗ khác của Mộ Thiên Quân, cổ ma vương mang theo cao thủ tinh anh cổ ma tộc đang chiến đấu. Bỗng nhiên cổ ma vương hét lớn một tiếng, một chùm ánh sáng từ trong thân thể cổ ma vương bắn ra, chùm ánh sáng kia nhất thời bay lên trên. Giờ khắc này, những bản đồ Mộ Thiên Quân không trọn vẹn đều bay về phía vị trí của ngự tôn giả. Hạch tâm, một tấm bản đồ hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt ngự tôn giả, kích thước của bản đồ vừa vặn giống với hạch tâm. Trên bản đồ, một số điểm sáng liên tục nhấp nháy trên bản đồ. Ngự tôn giả cầm thiên hư chùy trong tay, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Theo thiên hư chùy từng chút hướng về những điểm sáng trên bản đồ, lực cản hạch tâm dần dần biến mất. Tay ngự tôn giả cuối cùng cũng chạm tới hạch tâm. Vô số kiến thức, lĩnh ngộ đối đạo tất cả đều tràn vào trong đầu ngự tôn giả. Ngay cả ông ta, trước những kiến thức này, cũng cảm thấy sự nhỏ bé và rốt nát của mình. Đồng thời, ngự tôn giả bắt đầu cảm thấy mình đang từng chút khống chế Mộ Thiên Quân. Sổ dọc, ầm ầm, nguyên khí dồi dào hội tụ đến, ngự tôn giả thuận lợi đột phá cảnh giới Thiên Quân. Cảnh giới của ông ta tiếp tục tăng vọt, Thiên Quân cảnh sơ kỳ, Thiên Quân cảnh trung kỳ, Thiên Quân cảnh hậu kỳ. Cuối cùng, khí tức của ông ta vững chắc ở Thiên Quân cảnh hậu kỳ. Ngự tôn giả, Long Thần không thể tin được cảnh đang xảy ra trước mắt. Bồng, ngự tôn giả vung tay lên, Long Thần đã bay ngược ra ngoài, ông ta đụng vào vách tường và không ngừng hộc máu. Sổ dọc, ngự tôn giả lạnh lùng nói, nếu không phải vì lấy được hạch tâm này, từ 10 vạn năm trước tôi đã có thể đột phá cảnh giới Thiên Quân. Ngang hàng với loại rác rưởi như ông trong nhiều năm, nó thực sự là một hồi ức làm cho người ta khó chịu. Tham kiến ngự Thiên Quân, Tịnh Tư tôn giả dẫn đầu quỳ xuống. Phách La Thiên Quân giật mình một lát, sau đó ông ta cũng quỳ gối trước mặt ngự tôn giả. Cung kính nói, bái kiến ngự thiên quân. Không sai, các người rất thức thời. Ngự thiên quân cười nói. Tay của ngự thiên quân cầm thiên hư chùy, ông ta cảm nhận được sức mạnh to lớn trong cơ thể, nụ cười vô cùng sán lạn. Ẩn nhẫn mưu tính 10 vạn năm, cuối cùng cũng nhận được đền đáp. Ha, sắc mặt ông ta hơi cứng đờ, trầm giọng nói, cổ ma tộc, cũng nên diệt rồi.
Bàn tay ông ta nắm về phía trước hư không một cái. Cổ ma vương, còn có một đám cường giả cổ ma tộc đồng thời xuất hiện. Khuôn mặt của họ đầy kinh ngạc. Cổ ma vương nhìn ngự tôn giả, ông ta dần dần hiểu được. Chỉ có nắm Mộ Thiên Quân trong tay, mới có thể làm được như vậy. Ngự Thiên Quân búng đầu ngón tay, đám cường giả cổ ma tộc dồn dập nổ tung, bọn họ hoàn toàn chết đi. Cổ ma vương là người chết cuối cùng, ông ta oán độc nhìn Ngự Thiên Quân và nguyền rủa, ngự tôn giả, ông hung tàn như vậy, không thể nào bước ra khỏi luân hồi. Sắc mặt Ngự Thiên Quân âm trầm, nói cái này cũng không cần các người quan tâm. Ánh mắt ông ta hơi híp lại, hưởng thụ cảm giác tràn đầy sức mạnh trong cơ thể, giống như cả thiên địa đều thần phục dưới chân mình. Đã đến lúc giải quyết một số rác rưởi, tôi cần một số nhân chứng. Ngự Thiên Quân vung tay lên, cuốn theo cả đám người Phách La Thiên Quân, Long Thần, rồi biến mất tại chỗ. Sổ dọc. Sau một khắc, bọn Long Thần phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ không gian khác, xem ra, hẳn là vẫn ở trong Mộ Thiên Quân. Ở phía trước bọn họ, chính là vẻ mặt kinh ngạc của cổ lão, còn có đông đảo thiên quân cùng tôn giả của núi Thiên Quân và núi Tôn Giả. Năm đó tôi không giết quá nhiều người, các người đã bức bách tôi, khiến tôi thiếu chút nữa không áp chế được cảnh giới. Hôm nay, các người phải trả giá cho những gì các người đã làm trước đây. Ngự Thiên Quân nhìn đám người cổ lão. Đám người cổ lão cười khổ không thôi, ngoại trừ người khác cầu xin Ngự Thiên Quân tha thứ ra, phần lớn mọi người đều đã có quyết tâm chịu chết. Sổ dọc. Yên tâm, tôi sẽ không giết các người đơn giản như vậy đâu. Ngự Thiên Quân tiện tay phong bế tu vi đám người cổ lão, sau đó ông ta mang theo bọn họ tiếp tục di chuyển trong Mộ Thiên Quân. Mỗi lần di chuyển, Ngự Thiên Quân sẽ mang đi thêm một ít người. Dường như ông ta muốn tập trung tất cả những người đi vào Mộ Thiên Quân lần này lại một chỗ, rồi tiến hành một cuộc thảm sát toàn diện. Ngự Thiên Quân xuất hiện ở trong ngụy không gian căn nguyên. Lúc này, Đường Tuấn đã ngừng phát ra khí tức, sổ dọc. Tầng không gian này đã khôi phục lại bình thường. Con trùng vương kia, Ngự Thiên Quân oán hận nói. Ông ta cũng không quên trùng vương mới khiến kế hoạch của ông ta suýt chút nữa thất bại. Ngay sau đó, ông ta xuất hiện trong khu vực của trùng vương trùng hậu. Nhìn trùng vương hoàn toàn biến dạng kia, Ngự Thiên Quân nhướng mày. Tuy rằng trong lòng ông ta có chút bất an, nhưng thực lực tăng vọt, hơn nữa nằm trong tay Thiên Mộ mang đến tự tin mạnh mẽ làm cho ông ta không sợ tất cả. Ha ha! Con cá hỗn tạp của cậu vẫn chưa chết. Ngự Thiên Quân nhìn thấy Đường Tuấn. Đường Tuấn chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt anh có chút mờ mịt, giống như vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ dài. Ngự Thiên Quân, đối phó loại cá hỗn tạp này cần gì ông ra tay? Tôi sẽ làm điều đó. Tịnh Tư Tôn giả đứng ra, chủ động xin đi giết giặc. Ngự Thiên Quân gật đầu. Tịnh Tư Tôn giả bay về phía Đường Tuấn, khuôn mặt xinh đẹp kia từng chút biến hóa. Cuối cùng biến thành bộ dáng Trương Tĩnh Hòa. Anh ta nhe răng cười, từng bước tới gần Đường Tuấn. Mà Đường Tuấn vẫn là vẻ mặt mờ mịt như cũ, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến. Đi chết đi, Trương Tĩnh Hòa gầm nhẹ. Nhưng ngay sau đó, bầu trời trên đỉnh đầu Trương Tĩnh Hòa trở nên tối tăm. Một cái miệng khổng lồ mở ra về phía anh ta. Tiểu Bạch nuốt Trương Tĩnh Hòa vào bụng. Năng lực tiêu hóa của Tiểu Bạch bây giờ quả thực không thể tin được, chỉ trong chốc lát. Trương Tĩnh Hòa đã không còn tiếng động. Sau đó, Tiểu Bạch phun ra một cái vòng tròn. Trương Tĩnh Hòa cứ như vậy mà chết không rõ ràng, hoàn toàn chết đi. Anh ta đi từ trong vòng tròn ra, chiếm lấy thân thể của Tịnh Tư. Nếu như anh ta vẫn ở trong vòng tròn, Tiểu Bạch còn chưa chắc có thể tiêu hóa được. Nghiệt xúc, Ngự Thiên Quân hừ lạnh một tiếng. Ông ta bay qua, cầm Thiên Hư chùy trong tay. Sổ dọc. Tốc độ vô cùng nhanh. Trong nháy mắt ông ta đã đâm ra mấy lỗ thủng trên người Tiểu Bạch, căn nguyên chi lực từ trong lỗ thủng mãnh liệt mà ra. Đang lúc Ngự Thiên Quân chuẩn bị một cái rùi để giết chết Tiểu Bạch, một âm thanh vang lên, Ngự Tôn giả, cử động một lần nữa, tôi sẽ cho ông chết. Động tác trong tay Ngự Thiên Quân cứng đờ, ông ta nhìn về phía người đang nói chuyện, sau khi phát hiện là Đường Tuấn, ông ta không khỏi cười rộ lên rồi nói, đồ phế vật này, cậu có biết cảnh giới của tôi là gì không? Bây giờ tôi chính là thiên quân cảnh hậu kỳ, tôi nói cho cậu giết, cậu cũng không giết chết được tôi. Ông ta liếc mắt một cái đã nhìn ra Đường Tuấn vẫn là thần quân cảnh đỉnh phong. Sổ dọc. Ồ, thiên quân cảnh hậu kỳ rất lợi hại sao? Thân hình Đường Tuấn biến mất như ma quỷ, anh xuất hiện trước người Ngự Thiên Quân, một chỉ điểm ra.
Thiên hư chùy trong tay Ngự Thiên Quân điểm ra. Răng rắc, ngón tay Đường Tuấn va chạm với thiên hư chùy, phát ra một tiếng ma sát kịch liệt. Sau đó thiên hư chùy vỡ vụn, một ngón tay của Đường Tuấn điểm vào trong lòng bàn tay Ngự Thiên Quân. Đường Tuấn chậm rãi thu ngón tay lại, giống như làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Sổ dọc, Ngự Thiên Quân giật mình tại chỗ, đám người Long Thần, Cổ Lão cũng giật mình tại chỗ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đường Tuấn không phải chúng ma phong đạo sao? Sao có thể chỉ điểm nát thiên hư chùy là tiên khí trong truyền thuyết này? Người không thể tin được nhất chính là Ngự Thiên Quân. Ông ta vốn đã đạt tới đỉnh cao của cuộc đời, ông ta cho rằng mình có thể khống chế tất cả, nào ngờ lại gặp phải loại chuyện này. Sắc mặt ông ta đột nhiên biến đổi, sức mạnh từ ngón tay của Đường Tuấn vừa rồi bộc phát trong cơ thể ông ta. Cơ thể, ý thức, thế giới nhỏ bắt đầu tan vỡ. Cuối cùng cậu là cảnh giới gì? Ngự Thiên Quân không cam lòng hỏi. Tôi cũng không biết, Đường Tuấn thành thật trả lời. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ngự Thiên Quân từng chút một tan rã, cuối cùng ông ta bị Tiểu Bạch ăn. Cấm chế trên người đám người Long Thần, Cổ Lão được cởi bỏ, nhưng bọn họ vẫn cứng đờ tại chỗ, họ không cách nào tin tưởng chuyện đang xảy ra trước mắt. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ của mọi người, Đường Tuấn nói, tôi dẫn hai người đi ra ngoài. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người xuất hiện ở một chỗ trong hư không. Bọn họ cũng không phải xuất hiện ở cửa ra thiên mộ, mà là xuất hiện ở một nơi xa lạ. Trước mắt bọn họ là một thi thể vô cùng cao lớn. Thi thể này chân đạp trên biển sao, vai khiêng những ngôi sao, nhưng lại không có sự sống. Đường Tuấn chỉ về phía thi thể này, rồi nói thi thể này chính là Thiên Quân Hoàn Vũ. Mộ Thiên Quân chính là cơ thể của ông ta, vừa rồi chúng ta chính là ở trong đan điền của ông ta. Mọi người lại một lần nữa khiếp sợ không nói nên lời. Sổ dọc, Cổ Lão run giọng nói, Đường Tuấn, rốt cuộc cậu đã đạt tới cảnh giới gì, chẳng lẽ vượt qua Thiên Quân sao? Đó có phải là cuối cùng của tu hành không? Đây không phải chỉ là vấn đề của Cổ Lão, mà còn là một vấn đề của rất nhiều người tu hành. Đường Tuấn nhìn về phía hư không, nói, đây không phải là cuối cùng, mà là bắt đầu. Cảm ơn mọi người đã theo chân bộ truyện đến lúc kết thúc, chúc tất cả luôn hạnh phúc và đạt thật nhiều thành tựu. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Hết chuyện chiến thần thánh y, Đường Tuấn.